Nay mình hướng dẫn các bạn lên tài khoản ad ở bên Cura nha. Thì đối với tài khoản ad đấy thì mình nuôi được một thời gian rồi, thì bây giờ mình nên quảng cáo ở trên Cura thì nó sẽ đỡ bị khóa hơn. Mình nói là trong này, đó là tên user của mình, rồi chọn cái phần là Cura ad đây nha. Chỗ này mình nhập tên mình vô, còn cái email đây thì mình sẽ nhập email mình vô. Chỗ này mình nhập tên tài khoản mình vô cũng được nha, website của mình nhé. Business thì mình có thể nhập tên mình hoặc nhập tên doanh nghiệp mình vô cũng được. Chỗ này mình sẽ chọn ngành nghề là order đi. Quốc gia thì mình sẽ chọn là Việt Nam. Đầu yêu cầu kích hoạt qua email thì bây giờ mình sẽ vào email mình kiểm tra verify này. Đó, verify xong, verify xong ấy thì mình sẽ cập nhật cái logo của mình lên trên này. Thì cái này bắt buộc mình phải cập nhật, không cập nhật ở đây ấy, thì mình cũng phải cập nhật ở trong cái phần chạy quảng cáo mà, để mà người ta xét duyệt coi là mình có chạy được hay không, là cũng cần cái này nhá. Rồi tiếp tục, bây giờ mình ấn tạo chiến dịch mới này. Mình sẽ tạo chiến dịch mới, traffic bất ghét mỗi ngày. Continue. Chỗ này thì mình sẽ mình Mỹ. United Kingdom. Canada. Australia. Bên này ấy thì nó có một cái phần là chạy theo keyword ở chỗ này, hoặc là chạy theo cái nhóm khách hàng. Chỗ này thì mình để mình chạy mở rộng luôn đấy, mình không có giới hạn, tại vì bên mình là chạy phần mềm thì mình không giới hạn. Còn bạn nào muốn chạy giới hạn đấy thì bạn có thể nhập đây, ví dụ chạy bên mảng PUD thì bạn có thể nhập là fashion ở đây nha, từ khóa fashion. Thì lượt hiển thị mỗi tuần này dự đoán là sẽ tiếp cận được khoảng tầm bằng này người với keyword này, mình có thể nhập thêm vô cũng được. Search đó, còn mình thì mình chạy của ai thôi, mình không có giới hạn. Mình ấn lên này, mình lướt sơ qua vài phần này cho bạn coi thử nhé. Cái này hành vi khách hàng, dòng khách hàng đây. Cái phần này mình không không cần quan tâm. Nếu mà bạn nào muốn kiểm tra chuyên sâu ấy, thì chọn cái này, còn mới thì có thể chọn theo cái này keyword, chọn theo keyword là được. Mở rộng hành vi chặt mở rộng. Chỗ này là tự động mở rộng cái nhóm khách hàng, nếu mà thấy có tương tác tốt đấy sẽ mở rộng theo cái target của mình. Chỗ này là phần loại trừ những cái khách hàng mà mình không mong muốn ra, để mặc định tất cả các vị trí, cả feed, cả câu hỏi, cả email, chọn on đi. Chỗ này ấy thì mình chỉ chọn một thiết bị desktop thôi. Còn bạn bán áo thun ấy thì bạn chọn tất cả ở đây nhá. Còn mình thì mình lọc ra. Do bên mình chạy phần mềm ấy thì nó chỉ áp dụng ở trên máy tính thôi, không có áp dụng ở trên điện thoại nên mình phải lọc ra. Chỗ này mình sẽ đặt 0.2. Chỗ này email, email mình sẽ tải lên cái hình của mình. Rồi, còn cái phần mà kích thước quảng cáo ấy, thì bạn tham khảo thêm ở đây nha. Kích thước cái hình ảnh ấy, hình share cho hiển thị to nhất, nó không có bị cắt chỗ này cắt chỗ kia ấy.
kích thước quảng cáo thì mình sẽ đặt là 1200 nhân cho 628 với desktop. Bạn có thể tìm ở trên Google cũng từ này nha, size image ra coi thêm. Chỗ này mình đặt URL mình vô rồi mình đánh tiếp tục. Mình bỏ cái thẻ mình vô. Chỗ này thì mình sẽ chọn Ad Agency nha. Ở chỗ này mình để cái thẻ của mình, thẻ Việt Nam á, thẻ visa mình đã nạp vào trong này. Cái thẻ của mình ấy thì có sẵn khoảng tầm 25 đô trong đấy rồi nha. Tiếp tục mình kiểm tra lại một lần nữa. Ok, và bây giờ mình chờ thôi, người ta sẽ duyệt. Rồi người ta sẽ duyệt cái đầu tiên là người ta sẽ duyệt cái logo của mình. Và khi mà duyệt xong thì người ta sẽ duyệt có cái ad. One hour later. Thì sau khi chờ một ngày thì cái quảng cáo của mình đã được duyệt và nhận được cái email đồng ý với cái logo của mình rồi. Và một lúc sau, khoảng vài tiếng sau thì cái tài khoản quảng cáo của mình đã được duyệt. Đây, nó đang phân phối này. Delivery này đang phân phối được 8 click rồi. CPC khá rẻ thì hy vọng có ích đối với các bạn nha. Chào các bạn.